Đài truyền hình khắp châu Á đưa tin ông Trump và vợ nhiễm Covid-19 Tin ông Trump nhiễm Covid-19 tác động lớn đến thị trường thế giới Trung Quốc chế nhà ông Trump đang phải trả giá Người Ý nói ông Trump đang phải gánh nghiệp Các vấn đề Mỹ-Trung 50 thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi đàm phán thương mại với Đài Loan để chống lại Trung Quốc Ông Popel nói các khoản đầu tư của Huawei là hành động săn mồi Và những vấn đề khác EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối mặt với trừng phạt nếu tiếp tục khiêu khích Bà Merkel nói các lệnh trừng phạt của EU đối với Belarus là một tín hiệu quan trọng. Tất cả sẽ có trong FBC thế giới hôm nay. Quý vị đang đến với FBC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, tin tức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus đã xuất hiện trên các đài truyền hình địa phương trên khắp khu vực châu Á vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 10 hàng loạt các đài truyền hình lớn ở châu Á như CCTV của Trung Quốc, Seven Network của Australia, TV One của Indonesia và TNN của Thái Lan đã đưa ra thông báo về ông Trump nhiễm COVID-19 trong các bản tin khẩn cấp. Ông Trump, người đã hạ thấp mối đe dọa của đại dịch coronavirus trong nhiều tháng, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông và vợ Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và sẽ bị cách ly, trong thời điểm rất quan trọng khi bầu cử Mỹ chỉ còn cách 4 tuần nữa. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết là tin tức về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump xét nghiệm dương tính với coronavirus đang có tác động lớn đến thị trường tài chính. Ông Nishimura cũng nói hy vọng Trump sẽ nhanh chóng hồi phục. Thị trường chứng khoán toàn thế giới đã trao đảo và đa số đều lao dốc khi nghe tin ông Trump và vợ bị nhiễm COVID-19. Thị trường vàng và dầu cũng bị rung lắc. Một cuộc họp báo khác, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Katsunobu Kato cho biết, Nhật Bản không biết về bất kỳ thay đổi nào đối với chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Nhật, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Một nhà báo Trung Quốc có quan hệ mật thiết với chính quyền Bắc Kinh đã chế nhạo rằng ông Donald Trump đang phải trả giá cho việc hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch sau khi Tổng thống Mỹ được chẩn đoán mắc coronavirus. Hồ là tổng biên tập tờ Global Times thuộc sở hữu của nhà nước và là đồng minh nhiệt thành của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chia sẻ trên Twitter. Tổng thống Trump và đại nhất phu nhân đã phải trả giá cho canh bạc của mình khi hạ thấp COVID-19. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến hình ảnh của ông Trump và nước Mỹ và cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc ông ấy tái đắc cử. Bản thân ông Hu không phải là một quan chức nhà nước, nhưng Thời báo Hoàn cầu là một phần của mạng lưới các cơ quan nhà nước thay mặt chính quyền Trung Quốc xuất bản bài tuyên truyền. Trong khi Tổng thống Trump thừa nhận đã cố gắng không muốn làm trầm trọng tình hình coronavirus ở Mỹ, thì chính quyền ở Bắc Kinh đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn về việc chủ động che đậy đại dịch trong giai đoạn đầu. Ở Ý, nơi người dân luôn đeo khẩu trang từ khi trở thành ổ dịch lớn nhất của châu Âu thì người dân đã có một thông điệp khá nhức nhối cho tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi nghe tin ông bị nhiễm coronavirus, người Ý nói rằng ông Trump đang phải trả nghiệp mà do chính ông gây ra. Ông Trump rất hiếm khi đeo mặt nạ và từng chỉ trích những người làm vậy. Ở Ý đó là một câu chuyện rất khác, khẩu trang luôn là điều bắt buộc khi ở trong nhà. Và vài giờ sau khi ông Trump bị nhiễm COVID-19, Ý đã ra thông báo yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang mọi lúc khi ra ngoài và trong nhà. Tôi hy vọng ông ấy hiểu là bất chấp sự kiêu ngạo thì đây chính là thứ mà đánh vào cả người giàu lẫn người nghèo, những người theo chủ nghĩa tối cao, da trắng hay bất kỳ màu da nào. Tất cả chúng ta đều cần phải thừa nhận thực tế, dùng trí não mà suy nghĩ và bắt đầu hợp tác với nhau. Chính ông ấy đã không tin về loại virus này, và bây giờ ông ấy đã mắc phải nó. Đây là nghiệp chướng, mọi thứ dường như cộng dồn lại. Ông Trump, 74 tuổi, từng bị cảnh báo có nguy cơ cao mắc COVID-19 vì tuổi tác và bị thừa cân. Ông vẫn giữ được sức khỏe tốt trong thời gian đương nhiệm, nhưng không biết là ông ấy có thường xuyên tập thể dục hay tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh hay không. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đang cân nhắc lại chuyến đi sắp tới đến châu Á để đề phòng sau khi Tổng thống Donald Trump và vợ có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đang cân nhắc lại chuyến đi sắp tới đến châu Á để đề phòng sau khi Tổng thống Donald Trump và vợ có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus. Ông Pompeo nói với các nhà báo trên chuyến bay từ Chrome đến Dubrovnik ở Croatia vào hôm thứ sáu 2 tháng 10 là ông vẫn chưa ra quyết định về chuyến công du châu Á. Ông Pompeo dự định tới Nhật Bản, Mông cổ và Hàn Quốc được coi là chuyến thăm quan trọng nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực vào thời điểm mối quan hệ của Washington với Trung Quốc vẫn còn căng thẳng. Chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 và sẽ là lần đầu tiên ông Pompeo đến trong Á kể từ chuyến thăm Thái Lan vào tháng 7 năm 2019. Ông Pompeo nói rằng cả ông và vợ đều có kết quả xét nghiệm âm tính trên máy bay 20 phút trước khi hạ cánh xuống Dubrovnik. Ông ấy cho biết ông ấy đã gặp trực tiếp Trump lần cuối vào ngày 15 tháng 9. Xin được chuyển sang các thông tin khác, 50 thượng nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hôm thứ Năm đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Đài Loan, một phần trong nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm hành động mạnh mẽ hơn để chống lại Trung Quốc nhóm 42 thành viên đảng Cộng Hòa và 8 thành viên đảng Dân Chủ đã gửi thư cho đại diện thương mại Robert Lighthizer với lý do Đài Loan là một đối tác kinh tế và đồng minh an ninh của Mỹ, đồng thời khuyến khích ông bắt đầu quá trình chính thức đàm phán một hiệp định thương mại toàn diện. Đài Loan từ lâu đã tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ, nước ủng hộ quan trọng nhất của họ trên trường quốc tế, nhưng Washington đã phàn nàn về các rào cản tiếp cận đối với thịt lợn và thịt bò của Mỹ. Vào tháng 8, Đài Loan đã mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng bằng cách thông báo nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Mỹ, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Giá trị thương mại của Đài Loan Hoa Kỳ năm ngoái là 85,5 tỷ đô la Mỹ. Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn thứ 14 của Hoa Kỳ trong năm 2019. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Sáu là các khoản đầu tư của Huawei Trung Quốc không phải là giao dịch thị trường thông thường mà là hành động săn mồi và tất cả các quốc gia nên ngăn cấm những giao dịch này. Phát biểu trên tờ Nhật Báo của Ý là Republic ông Pompeo nói các khoản đầu tư của Huawei không phải là của tư nhân vì chúng được trợ cấp bởi nhà nước Trung Quốc. Do đó, chúng không minh bạch, không tự do như nhiều nơi khác mà chúng được thực hiện vì lợi ích riêng của bộ máy an ninh Trung Quốc. Ông Pompeo nói thêm, các khoản đầu tư của Huawei là những hành động mang tính săn mồi và không quốc gia nào có thể cho phép. Ông kêu gọi châu Âu và Mỹ hợp lực để ngăn chặn Trung Quốc thành công trong các kế hoạch ở nước ngoài. Thực vị Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Belarus mà các nhà lãnh đạo của khối đã đồng ý vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 10 đã gửi một tín hiệu quan trọng tới những người ủng hộ nền dân chủ. Trong khi Anh và Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Minsk để thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở đó, thì sự bế tắc của EU đã làm giảm uy tín trong chính sách đối ngoại của khối thỏa thuận về các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 40 quan chức bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8 ở Belarus, có nghĩa là EU có thể thực hiện tốt lời hứa hỗ trợ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Minsk và lấy lại một số tín nhiệm sau nhiều tuần trì hoãn. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bước sang ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh bất thường để thảo luận về các vấn đề liên quan đến thị trường đơn lẻ, chính sách công nghiệp và chuyển đổi kỹ thuật số. Trong chương trình nghị sự hôm thứ Sáu, lãnh đạo EU đã xem xét các cách thức đào sâu và củng cố thị trường đơn lẻ, phát triển chính sách công nghiệp đầy tham vọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng tôi đang trên đường xây dựng một châu Âu vững chắc hơn như một khối thống nhất trên bản đồ thế giới. Chúng tôi có một thị trường duy nhất, điều này rất tốt, nội bộ. Nhưng chúng tôi cần tiếp tục học cách sử dụng tốt hơn sức mạnh tổng hợp của mình để tác động tích cực đến các sự kiện trong một thế giới rộng lớn hơn. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng cho biết ông hài lòng với kết quả của cuộc hội đàm lần này. Xin được chuyển sang một thông tin khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ankara nếu các hành động khiêu khích và sức ép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra ở khu vực Đông Địa Trung Hải. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sau cuộc họp của các lãnh đạo 27 quốc gia EU, chúng tôi muốn có một quan hệ tích cực và mang tính xây dựng với thổ nhĩ kỳ và điều này cũng rất có ích cho ankara nhưng nó sẽ chỉ hiệu quả nếu các hành động khiêu khích và sức ép dừng lại do đó chúng tôi hy vọng rằng thổ nhĩ kỳ từ nay sẽ tránh các hành động đơn phương trong trường hợp ankara có những hành động như vậy nữa eu sẽ sử dụng tất cả các công cụ và lựa chọn sẵn có đức đã phản đối lập trường cứng rắn đối với thổ nhĩ kỳ lo ngại nước này sẽ làm gián đoạn nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với thành viên eu là hy lạp thổ nhĩ kỳ vừa là ứng cử viên gia nhập eu vừa là thành viên của nato đã ngã theo chủ nghĩa độc tài dưới thời tổng thống tayyip erdogan nhưng vẫn là một đối tác chiến lược mà eu không thể bỏ qua Thủ tướng Ireland Michael Martin cho biết hôm thứ Sáu là anh cần phải tôn trọng các thỏa thuận Brexit đối với biên giới nhạy cảm giữa Ireland vì các cuộc đàm phán trong tuần này giữa EU và London đã không thể thu hẹp khoảng cách về một thỏa thuận thương mại mới. EU đã khởi động một vụ kiện pháp lý chống lại Anh vào thứ năm vì đã cắt xén thỏa thuận Brexit. Một bộ trưởng cấp cao của Anh cho biết những khác biệt vẫn còn trong các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác hậu Brexit từ thương mại năng lượng đến vận tải tranh cãi về dự luật thị trường nội bộ mới của Vương quốc Anh đã đẩy tiến trình Brexit vào một cuộc khủng hoảng mới, trong khi những bất đồng về viện trợ nhà nước, nghề cá và cách giải quyết tranh chấp đang làm lu mờ các cuộc đàm phán thương mại song song. Vương quốc Anh cho biết không thể đạt được tự do thương mại với EU hậu Brexit mà không vi phạm đến các điều khoản thỏa thuận về Ireland và Bắc Ireland. Vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Ba Lan Baltic đã ký thỏa thuận với EU để kết nối lưới điện trị giá 720 triệu euro. Dự án này mang tính bước ngoặt chấm dứt sự cô lập của thị trường năng lượng Baltic. Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan đã ký một thỏa thuận với Ủy ban châu Âu vào hôm thứ Năm 1 tháng 10 để tích hợp lưới điện của họ vào năm 2025 và giảm hơn nữa sự phụ thuộc của các quốc gia Baltic vào năng lượng của Nga. Ủy ban EU cho biết trong một thông cáo báo chí, thỏa thuận bao gồm 720 triệu euro từ cơ sở kết nối châu Âu. Phần lớn trong số đó sẽ được chi để xây dựng một tuyến cáp dưới nước có tên là Harmony Link giữa Lithuania và Ba Lan. Chính phủ Lithuania trước đây đã cho biết tuyến cáp này sẽ cung cấp công suất 700 MW, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Trước đây, Lithuania, Latvia và Estonia muốn giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách tách khỏi hệ thống điện tích hợp IPS của Nga và Belarus. Đầu tuần này, bốn nước và các quốc gia thành viên EU khác là Đan Mạch, Phần Lan, Đức và Thụy Điển đã ký một tuyên bố hợp tác về các trang trại điện gió ngoài khơi ở biển Baltic. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà hoan nghênh tuyên bố mà bà cho là tốt cho sự kết nối, an ninh của châu Âu và thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của bản tin thế giới hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thu hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại